Last. Hôn giày. Last có hình dạng theo dáng của bàn chân người. Được thợ đóng giày sử dụng để chế tạo hoặc sửa chữa giày. Last có thể làm từ gỗ, kim loại hoặc nhựa cứng. Một đôi giày có đẹp và mang thoải mái hay không là nhờ phần last. Đây là phần quan trọng nhất trong việc chế tác đôi giày. Shoes tree. Cây giữ form giày. Một dụng cụ có hình dáng giống bàn chân. Trong đôi giày, có tác dụng giữ dáng, chống nếp nhăn, tăng tuổi thọ cho đôi giày. Bottom. Phần dưới. Heel. Gót giày. Ở phần rìa sau cùng của đế ngoài. Tác dụng hỗ trợ cho gót chân. Thường được làm từ vật liệu giống với đế giày. Insole. Đế trong. Insole nằm ở phía trong của đôi giày. Nằm ngay dưới bàn chân cách một lớp lót giày. Sock lining. Insole có tác dụng điều chỉnh hình dáng đôi giày. Tăng sự thoải mái. Dùng vật liệu êm. Vật liệu khử mùi. Khử độ ẩm. Midsole. Đế giữa. Lớp nằm giữa insole và outsole. Nhiệm vụ chính là để hấp thu chất động trong những dòng giày thể thao. Giày chạy. Outsole. Đế ngoài. Lớp vật liệu tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Outsole có thể là một mảnh duy nhất hoặc được ghép lại từ nhiều mảnh chất liệu khác nhau. Một số loại giày có kết hợp thêm mảnh cao su ở đế để tăng ma sát và độ bền. Các loại giày chuyên dụng như giày bóng rổ, giày đánh gôn, giày đá bóng có nhiều chỉnh sửa ở đế giày để phù hợp môi trường sử dụng. Sole. Đế giày. Nguồn gốc từ từ. Solea. Trong tiếng Latin nghĩa là đất và mặt đất. Sâu nằm ở dưới cùng đôi giày. Tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Đế giày ngày nay được làm từ nhiều loại vật liệu như da, cao su, PVC. Đế giày có thể đơn giản với chỉ một lớp, một mảnh vật liệu duy nhất, hoặc phức tạp với nhiều lớp, chia ra thành insole, midsole và outsole. Upper. Phần trên. Eyelet. Lỗ sỏ giày. Eyelet là một lỗ được đục xuyên qua lớp chất liệu làm giày và có bọc hai mảnh vật liệu bằng kim loại, nhựa hay cao su hai đầu. Hai mảnh vật liệu này có tác dụng giữ cố định lỗ sỏ và ngăn không cho lỗ bị rách ra.
Foxing. Miếng đắp lên giày có tác dụng trang trí hoặc gia cố cho giày. Lace. Dây giày. Được làm từ vải, thun hoặc bằng da. Lacing. Mui giày, gồm cấu tạo và cách bố trí của phần dây giày. Là cách bạn xỏ và thắt dây giày qua các eyelet để giữ hai phần bên giày lại với nhau. Lining. Lớp lót bên trong giày. Một số loại giày như Desert Boot không có lining. Lớp lót có thể làm bằng da hoặc bằng vải. Quarter. Phần thân sau của giày. Sock lining. Sock liner. Miếng lót giày. Sock lining dùng để làm lớp đệm tăng độ êm ái khi mang. Khử mùi chân hoặc hút mồ hôi để tăng độ bền cho đế giày. Sock lining có thể thay thế dễ dàng. Stitching. Đường khâu. Đường chỉ may. Loại giày Chelsea Boot và hâu. Cắt cao cấp được làm từ nguyên miếng da nên không có stitching. Throat. Họng giày. Chỉ có ở giày Oxford. Là điểm tiếp giáp giữa lacing và vam. Tip. Phần trang trí ở mũi giày. Thuật ngữ thường sử dụng với dress shoe cho nam. Toe. Mũi giày. Tongue. Lưỡi gà. Là lớp chất liệu đệm giữa phần mui giày và mu bàn chân. Tăng có tác dụng che chắn phần bị hở của lacing và tránh sự ma sát giữa chân với dây giày. Top line. Phần cao nhất của cổ giày. Vamp. Thân giày trước của giày. Tính từ phía sau mũi giày. Đến xung quanh eyelet. Tăng cho đến gần phần quarter. Welt. Welting. Đường viền. Là một mảnh da hoặc vật liệu tổng hợp nằm ở chỗ hở giữa phần upper và sâu. Nằm bằng phẳng trên rìa của sâu. Không phải giày nào cũng có phần welt.